Dù bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, tuy nhiên sản lượng lúa nếp đặc sản tại xã Hợp Thành không bị suy giảm. Ước tính sơ bộ năng suất lúa nếp vẫn đạt trên 50 tạ một hecta, trong khi giá cả tăng lên đáng kể. Kết quả này đến từ quá trình hỗ trợ phân hữu cơ vi sinh có đối ứng đã được triển khai trong vụ hè thu vừa qua. Trong đó, có các hộ tham gia vừa được hướng dẫn kỹ thuật xử lý, bón phân hiệu quả. Từ lúc mà dùng cái phân chế phẩm sinh học gì đấy, là lúa ở đây là tôi thấy là nó tốt hơn. Nó dùng các loại phân là nó tăng thêm cái độ mùn. Bình quân thì được 2 tạ 4, 2 tạ rưỡi một sào. Mà giá năm nay bà con ở đây phấn khởi là được giá cao lắm. Mô hình có quy mô 250 hectare với trên 1.300 hộ dân tham gia được triển khai trước ở một số địa phương thuộc các huyện Phú Lương, Định Hóa, Đồng Hỷ nhằm giúp người dân thay đổi tập quán canh tác theo phương thức truyền thống sang thâm canh lúa hữu cơ, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa. Cơ quan thực hiện chương trình là Trung tâm Khuyến nông tỉnh cũng thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình, diễn biến của mô hình để đưa ra hướng dẫn cụ thể. Trung tâm Khuyến nông triển khai và thực hiện cái mô hình này thì đã hỗ trợ. Cái thứ nhất là hỗ trợ bà con về quy trình kỹ thuật. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ phân bón thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ sinh học thảo mộc với định mức là 70%, còn bà con đối ứng là 30%. Nhân dân rất là phấn khởi khi tiếp nhận cái chương trình này, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo sự hướng dẫn cầm tay chỉ việc của cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh rất là sát sao với địa bàn. Và đến tại thời điểm này thì lúa của chúng tôi đã được gặt và kết quả thì rất là mỹ mãn. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện mô hình, bà con còn được hỗ trợ hướng dẫn quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, sản xuất an toàn Việt Gáp tiêu chuẩn hữu cơ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm lúa gạo, cải thiện thu nhập của người trồng lúa khi tham gia mô hình.